Bộ Y tế trưa 12 tháng 5 thông báo về 22 ca mắc mới ổ dịch các khu công nghiệp ngụt lửa Đà Nẵng có 35 người nghi nhiễm Covid-19 bắt nguồn từ ca chưa rõ nguồn lây Đà Nẵng khẩn tìm người từng đến trung tâm y tế quận Liên Triều đi cùng chuyến bay với hai người Trung Quốc cô gái 29 tuổi mắc Covid-19 Thái Bình ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 thông tin về 14 ca dương tính là giả quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 chiều ngày 12 tháng 5 của DKN tivi Sau đây là các nội dung chi tiết. Bộ Y tế trưa 12 tháng 5 thông báo về 22 ca mắc mới, bệnh nhân 3.571, bệnh nhân 3.593. Trong đó, có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. 19 ca mắc ghi nhận trong nước tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh 2. Bắc Giang 9, Bắc Ninh 5, Hà Nam 1, Thái Bình 1, Hưng Yên 1. Trong đó 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ca bệnh bệnh nhân 3586 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh nhân nam 31 tuổi là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Các bệnh bệnh nhân 3587 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh nhân nam 28 tuổi là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Các bệnh 3588 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh nhân nam 23 tuổi là công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 11 tháng 5, 2021, các bệnh nhân trên từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa Vũng Tàu trên tàu PVT Neptune và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 19 ca mắc ghi nhận trong nước. Ca bệnh 3572, 3574, 3577, 3582 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang liên quan đến ổ dịch công ty SGTech. Và được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm ngày 11 Đến ngày 12 tháng 5 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Bắc Giang. Các bệnh bệnh nhân 3575, bệnh nhân 3576 ghi nhận tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Một bệnh nhân và một là người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện. Các bệnh bệnh nhân 3583 ghi nhận tại Hà Nam, bệnh nhân nữ 29 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ngày 29 tháng 4 Bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN160 ngày 2 tháng 5. Sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hà Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh. Cả bệnh bệnh nhân 3584 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình là bệnh nhân nữ 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là F1 với bệnh nhân 3192 và đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ca bệnh 3585 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên, bệnh nhân nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, là F1 của bệnh nhân 3450 và bệnh nhân 3451 đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 3589, 3593 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, F1 liên quan tới ổ dịch cũ. Đã được cách ly tập trung từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5. Các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tăng lên từng giờ. Ổ dịch khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang phát hiện nhiều ca dương tính. Đà Nẵng cũng hòa tốc phong tỏa khu công nghiệp trong đêm. Trong vòng 16 ngày, 27 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5, dịch COVID-19 lan khắp 25 tỉnh, thành với rất nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng. Một số địa phương đang có tốc độ lây lan cực nhanh như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Các địa phương tiếp tục truy vết F1, các tỉnh thành liên tục cập nhật điểm nóng, tìm khẩn cấp người đã từng đến những nơi này. Từ đêm 11 tháng 5 đến sáng 12 tháng 5, diễn biến dịch gây chú ý khi COVID-19 dồn dập tấn công vào các khu công nghiệp. Ngay trong đêm 11 tháng 5, Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa khu công nghiệp An Đồn, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng liên quan đến ca nữ nhân viên tổng đài làm việc tại công ty cổ phần Trường Minh có xét nghiệm dương tính vào buổi sáng cùng ngày. Tại Bắc Ninh, sau thông tin hai công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electric Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong dương tính với việc vợ vụ Hán, hiện đang truy vết thần tốc test nhanh các trường hợp liên quan trong đêm. Đáng chú ý, nữ bệnh nhân mắc Covid-19 là công nhân công ty Samsung Bắc Ninh đã có lịch trình di chuyển dày đặc, dự một đám cưới, tiếp xúc nhiều người. Trong khi đó, diễn biến sáng ngày 12 tháng 5 tại Bắc Giang, sôi sục dập dịch tại ổ dịch khu công nghiệp Vân Trung. Tính từ 18 giờ 11 tháng 5 tới giờ, tại đây phát hiện thêm 12 ca dương tính. Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, số bệnh nhân dương tính dự báo còn tăng lên. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đợt dịch thứ tư đã xuất hiện 26 tỉnh thành với nhiều ổ dịch, nguồn lây nhiễm biến thể của virus lây mạnh hơn. Sáng nay, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, Đà Nẵng có 30 người nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến cả nữ nhân viên tổng đài làm việc tại công ty cổ phần Trường Minh ở khu công nghiệp An Đồn. Đến trưa nay, theo nguồn tin của báo Việt Nam Net, số người nghi nhiễm từ nhân viên này là 35 ca. Nữ nhân viên tổng đài NTN sinh năm 1996 ở trọ trên đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Cô làm việc tại công ty cổ phần Trường Minh ở khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, được công bố dương tính với viêm phổi vụ án tối ngày 11 tháng 5. Với trường hợp nữ nhân viên N, ngành y tế thành phố Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây, chưa thấy điểm liên quan với các ca COVID-19 đã công bố trước đó. Ngay trong đêm 11 tháng 5, ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức truy vết lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm công nhân và các hộ dân gần khu công nghiệp An Đồn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã khẩn cấp cho phong tỏa tạm thời khu công nghiệp An Đồn ngay trong đêm, dựng rào chắn tại cổng ở đường Ngô Quyền, phong tỏa nhiều hộ dân sống ở hai bên đường Ngô Quyền gần khu công nghiệp. Đến sáng 12 tháng 5, ngành y tế đã có kết quả xét nghiệm của 660 người được lấy mẫu tại khu công nghiệp An Đồn, tất cả đều âm tính với việc phục vụ án. Ngoài ra, 171 trên 171 mẫu xét nghiệm của người dân đường Nguyễn Khắc Cần, nơi ở của chị N đã có kết quả âm tính. Hiện Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong khu vực công nghiệp này, tiến hành phun khử khuẩn và triển khai các biện pháp y tế khác. Sáng 12 tháng 5, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tạm dừng tất cả các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp cứu. Thông báo người từng đến trung tâm này khẩn trương khai báo y tế. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cũng đề nghị tất cả những người từng đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 525 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng để khám bệnh Chữa bệnh trong thời gian sau, khẩn trương liên hệ với trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể, sáng ngày 6 tháng 5 từ 7 giờ đến 9 giờ 30, sáng ngày 8 tháng 5 từ 9 giờ đến 11 giờ 30, sáng 10 tháng 5 từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 30. Từ 8 giờ 30 ngày 10 tháng 5 đến 20 giờ ngày 11 tháng 5. Trước đó qua xét nghiệm trung tâm y tế quận Liên Triều phát hiện trường hợp người nhà một bệnh nhân ở khoa Nhi dương tính với việc bột vụ án Trường hợp này là F2 của vợ có liên quan đến bệnh nhân NTN, nhân viên trực tổng đài công ty cổ phần Trường Minh, chi nhánh Đà Nẵng, đóng tại khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà. Thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận tại tỉnh Hà Nam. Là cô gái 29 tuổi có đi máy bay từ Đà Nẵng về Hà Nội, mà trên chuyến có hai chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Sáng ngày 12 tháng 5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với việc phổ vũ án nâng tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 của Hà Nam lên con số 17. Theo đó, trường hợp có kết quả dương tính với viên phẩm Vũ Hán là cô gái tên là HTM, sinh năm 1992, ngụ ngõ 199, đường Trường Trinh, phường Hai Bài Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Được Bộ Y tế định danh là ca bệnh 3583. Trường hợp của HTM có liên quan dịch tễ là người đi cùng hai trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh và cách ly từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4 tại Yên Bái trên chuyến bay VG-160 từ sân bay Đà Nẵng đến nội bài vào ngày 12 giờ ngày 29 tháng 4 ở số ghế 46E. Ngày 2 tháng 5, sau khi có thông báo về hai trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, chị HTM được cách ly tại trường cao đẳng nghề Hà Nam. Tối 11 tháng 5, chị HTM được CDC tỉnh Hà Nam xét nghiệm, kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trước đó, chị đã có xét nghiệm, có kết quả âm tính. Ngay khi có kết quả xét nghiệm, trong đêm qua 11 tháng 5, chị HTM được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đới Trung ương, cơ sở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Như vậy, sau 3 ngày tỉnh Hà Nam không phát hiện thêm ca bệnh mới, thì đây là trường hợp thứ 17 có kết quả dương tính với việc phổ vụ án. Ngày 12 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là con gái của bệnh nhân DTT, trú tại thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đến nay, tỉnh này có 9 trường hợp mắc COVID-19. Ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình xác nhận mẫu bệnh phẩm của chị DTTD, 36 tuổi, trú tại thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, vừa cho kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, bệnh nhân này có xét nghiệm lần 1 ngày 7 tháng 5 và lần 2 ngày 8 tháng 5, đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến lần lấy mẫu xét nghiệm thứ 3 vào ngày 11 tháng 5, kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2 nên đã được chuyển tới khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cách ly điều trị. Trường hợp bệnh nhân vừa được phát hiện là con gái của bệnh nhân DTT, 69 tuổi, được công bố dương tính với COVID-19. Trường hợp bệnh nhân vừa được phát hiện là con gái của bệnh nhân DTT, 69 tuổi, được công bố dương tính với SARS-CoV-2 khi từ Bệnh viện Ca Tân Triều trở về. Ngay sau khi có kết quả xác định bệnh nhân dương tính, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã thông báo cho chính quyền huyện Quỳnh Phụ và xã An Thái để tiếp tục truy vết kiểm soát tình hình tại địa phương. Liên quan thông tin về 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Có rõ họ tên, địa chỉ lan truyền nhanh trên mạng xã hội, ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Theo đó, 14 trường hợp này là các ca F1 đang được cách ly. Theo dõi tại bệnh viện Phổi Thái Bình từ ngày 8 tháng 5, chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh đến, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 6 tháng 5, đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 11 tháng 5, bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc theo phương pháp gộp mẫu của 14 trường hợp F1 nói trên và cho kết quả dương tính, đồng thời gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình để xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp RT-PCR. Qua xét nghiệm riêng từng mẫu bằng phương pháp RT-PCR, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác định chỉ có 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là những trường hợp F1 đã được giám sát quản lý chặt nên hạn chế khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Liên quan vụ việc, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tạm đình chỉ công tác đối với một nhân viên, người được xác định là đã đăng tải thông tin về 14 trường hợp mắc COVID-19, để yêu cầu giải trình xử lý kỷ luật theo quy định. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 chiều 12 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.